Dạ chào dì. Con xin giới thiệu, con là Phương Linh Mỹ Tho. Thì hôm nay con nghe chị Dung Trần á, chị nói về hoàn cảnh của dì. Là dì bị té hả? Dạ. đi bán mình thắng đất với Đức Như Thắng té đầm gãy xương vai này, còn còn À, mình là dạ. chưa tới cánh rồi. Còn Cái này địa chỉ mình là ở đâu gì? địa chỉ ở Ở đây là phòng trọ này, là ở đâu? phòng trọ lấy cái số của chủ nhà, Không phải, cái phòng trọ, cái địa chỉ mình ở đây là cái gì, xã gì? xã Mỹ Phong. Xã Mỹ Phong ha. À, gì cho con hỏi gì, tên đầy đủ là gì? Tên đầy đủ của mình á. Tên là Trần Thị Tiếp. Trần Thị Tiếp, dì sinh năm 1942 đúng không? À, dì đi lượm ve chai, dì bán vé số. À, dì nuôi một em này là, dạ con nuôi, cũng, dạ bị động kinh hồi nhỏ lớn, hồi nhỏ làm sao bị vậy gì? À, nhưng mà người ta đồng ý cho gì phải không? À, chứ để gì nói bắt không, người ta tưởng gì bắt cóc. Dạ. Mỗi lần nít mà nó nóng là nó phát sinh nó một răng hay gì nó nóng nó hay làm Nè. kinh đó. Ừ. Đúng ra nếu mình biết thì phải theo dõi nó bệnh án đem tới bệnh viện. Ừ. Mình án chuyện này không biết, cứ chồng sớm sớm lại lo cho nó hết cái công việc rồi thôi, để biết còn nhỏ nó bị vậy luôn. Vì nói chung gì không có chồng, Nhỏ không nó có chồng không rồi có gia gì đình. nuôi thằng bé này, rồi giờ nó theo dì bốn mấy năm nay Bốn luôn. mấy năm, đúng À, tháng tròn nuôi, năm nay 47 tuổi rồi. dạ. À, thì con hôm nay con nghe chị Dung Trần chị nói đó, tại bữa nay con bệnh, con đúng ra là con không có được nói chuyện, nhưng mà giờ con nghe nói thì con cũng nói, mà con nói nhỏ. À, con cũng xin phép dì là cho con được quay hình gì để con đăng lên mạng. Cái thứ nhất là con báo cáo với nhà hảo tâm là cái phần quà của người ta đó là con nhận, rồi con đi sau hoàn cảnh nào, là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai nữa thì con cũng hy vọng là sau khi con đăng lên á thì sẽ nhận được tiếp quà cho dì nữa, là nếu mà có nhà hảo tâm nào người ta có thương cái hoàn cảnh của dì á. Đã 80 tuổi rồi hả? 80 tuổi rồi còn đi bán vé số với lụm ve chai nữa, để sống chung với một người con nuôi mà cũng không có được trọn vẹn. Rồi cái này là gì, ở là ở phòng trọ? Dạ, này gì ở phòng trọ tháng nhiêu gì? Dạ. Dạ. Rồi những cái vật dụng trong đây những người ta cũng thương, người ta cho gì ha? Dạ, người ta cho cũng được đầy đủ ha. Dạ, đây là con xin phép chị con quay cái nhà ha. Còn bàn thờ này kia nọ là chị Dung Trần trang trí ra hả? Chị kêu Đây thợ lại làm bàn à, thờ rồi cho bạn. Đó, chị hai Dung cái Trần tấm liễn này trợ chị cũng có duyên. nhà, chị đem ra chị làm À, hình Phật rồi chị đem tới chị làm toàn vậy đó. bộ là Ừ. dạ nói chung là người ta thương hoàn cảnh gì người ta giúp đỡ. dạ đây, cảm ơn chị Dung Trần đã gieo duyên để em biết được hoàn cảnh của dì Tiết á, để em đến, để con cũng hy vọng là con gieo duyên để nếu mà có nhà hảo tâm trợ duyên tiếp cái gì á thì con sẽ trở lại cái gì. À, hôm nay thì con đại diện em Tâm My Nguyễn trao cho dì 10 ký gạo ha. Tâm ơi, hôm nay chị 17 tây tháng 10 năm 2020, chị Linh đại diện em trao yêu thương cho dì Tiết 10 ký gạo. Chị Linh cũng cảm ơn em rất là nhiều, chúc gia đình em luôn vui vẻ an lành và hạnh phúc. À, dì nói gì với nhà hảo tâm đi, Nói cảm ơn dì ta với với dì 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 xin cái gì, cái ý gì như thế nào gì cứ việc nói ha, rồi tùy duyên. giờ trước hết là nói tiếng cảm ơn tất cả trong hội Dạ. từ thiện ở ngoài hậu tâm rất nhiều, Dạ. rất cảm ơn. Còn nói gì từ này về sau mà nếu cảm thấy có cái gì mà giúp cho nhiều thì cái gì cũng nhớ mở miệng giúp gì. Vậy hồi hôm nay dì không có đi bán vé số hả? Chưa chưa có tái khám. Rồi rồi gì hôm nay sống nhờ bằng cái gì gì sống? Sáng lấy mấy chục cho thằng này nó đi bán, nó qua Đi biết chỗ bán hả? cũng
cưng đi bán ở đâu? Để đi bán rồi gặp cưng. Có giấy số đây không? Còn giấy số không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Này chị Dung, rút ra. Rồi cái này thì của ít lòng nhiều. Gửi cho gì á, giống như mua đường mắm muối gì đó, mua được gì mua. Hôm nay thì chị Dung Trần cũng tặng cho dì Tiết 200 ngàn. Rồi em con cũng hy vọng là sẽ nhận được yêu thương tiếp cho dì Tiết ha. Với cái này nữa. Bây giờ cái này hồi nãy nhớ bạn đó đi Đà Lạt về nó cho. Nhưng mà giờ tặng lại cho dì luôn. Rồi. Với cái này giờ cũng nên cho dì tí, cho dì đó xào về hai mẹ con ăn đó. Rồi. Vui quá. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi. Nè, rồi cưng bán giấy số thường thường bán ở đâu? Dạ, bán chỗ bán phở á, ở đình phở Đạt á. Phở Đạt á ha. Dạ. Rồi. Nhưng mà không chỗ có chỗ biển phòng á. Đi đi mất giấy số với mất tiền rồi, không dám vậy? Đi. Đi dần dần ở đây thôi. Ta vũ lấy giấy số. Rồi. Còn thôi về là tiền mất hết mất ngoài à. Dần đi đỡ phở á. Hết xui. Đi bán về bữa nào hết xui. Rồi hai Linh về nha. À. Dạ, bye bye. Phương Linh Mỹ Tho xin bye bye và cũng cảm ơn em Tâm Nguyễn, cảm ơn tất cả các thiện hữu, các nhà hảo tâm đã trợ duyên cho Phương Linh có được những phần quà để Linh đi trao yêu thương cho các hoàn cảnh. Linh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chúc cả nhà luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Bye bye. Mô Phật. Biết mô Phật nữa ha. Ráng niệm Phật nha. Có hiếu với mẹ nha. Thay Linh bye bye.